Thời gian trước đây, khi mà chị Hường, con của ông Tư, đi lên nhìn nhận rằng có phải là cha của mình hay không, thì mọi người không thấy mặt anh Hưng. Và sau đoạn video clip đó thì rất là nhiều người cho rằng anh Hưng là một người con bất hiếu. Vì 31 năm rồi, cha cũng đã thất lạc, hàng ngày gặp cha thì lại không lên thăm. Nhưng mọi người thì không bao giờ nghĩ rằng vì chữ tiền, cái nghèo nó đeo bám, một bữa đói, bữa no mà không thể lên gặp cha mình. Hai chị em thì chỉ có thể đi một người để dành dụm cái số tiền còn lại để xoay sở trong cái cuộc sống hàng ngày. Và cũng có ai biết được rằng cái ngày mà chị Hường á, chị hai của anh Hưng á, lên nhìn nhận cha mình là cái ngày mà anh Hưng á đã hàng đêm thức trắng. Và nhiều ngày sau đó nữa, anh phải cố gắng làm dành dụm, tích góp nhiều, và tích góp thật nhiều tiền. Thậm chí là có ngày anh phải nhịn đói để đi làm, để dành được tiền lên gặp cha. Cái ngày mà anh lên á, anh chỉ đem theo khoảng hơn 1 triệu đồng trong túi cho cái quãng đường gần 150 cây số để tìm gặp cha mình. Và cái số tiền đó anh đã dành hơn phân nửa để mua một cái món ngon mà cha Nhật của mình thường hay ăn ngày xưa, đó là cua Cà Mau. Thật ra thì nhà của anh nghèo lắm. Trong cái căn nhà trọ ọp ẹp, anh phải xoay sở để trang trải cái cuộc sống hàng ngày, phải còn nuôi mẹ mình. Gia cảnh thì thiếu trước hụt sau. Anh nói rằng ngày trước thì không biết mặt cha mình, nay được gặp cha mình anh vừa mừng vừa lo. Vì 31 năm qua anh đã không có được cha. Mừng vì ngày hôm nay anh được gọi tiếng cha. Và cái lo của anh nhất là khi gặp được cha mình trong cái cảnh nghèo khó như thế này nè, không biết thì anh sẽ nuôi cha mình như thế nào. Và với cái nghịch cảnh khi xưa thì anh không biết làm sao để dung hòa lại cái cuộc sống mà anh đã từng mong ước. Nhưng vì chữ hiếu, anh Sầm Hưng, con của ông Tư cũng có thể sẵn sàng chào đón ông Tư quay trở về lại Cà Mau, trở về lại cái vùng đất mà ngày xưa ông Tư đã từng sinh sống và nuôi dưỡng anh một thời gian. Cái câu chuyện của một người con không tiền đi thăm cha như anh Hưng là một cái câu chuyện khá dài, và Bùi Hồ sẽ kể trong những cái tập tiếp theo. Còn bây giờ cả nhà mình hãy nghe anh Hưng tâm sự về cái câu chuyện kể từ cái ngày anh biết được tin cha mình. Ông em ngồi chứ. Nhưng mà vì hoàn cảnh nó chả kể, bên mấy cậu con bà ngoại có vậy, tình gã cha mới đành bước cuộc bỏ con thôi. Ẩm con xuống rồi thì là con chín con rồi, bồng con rồi, ngồi trong lòng đó vậy. Hôm nay có con cũng có buồn, mình cũng không biết mặt cha làm sao, rồi mình không biết đường mà kiếm cha nữa, cũng muốn đi kiếm lắm. Cha đó để con, cha chỉ là ôm con được trong vòng tay của cha. Hôm nay thì gác hết cái công việc để mà lên đây nghỉ làm hồ chưa anh Sầm Hưng? Nghỉ rồi hả? Yeah. Nghỉ Tết luôn hay sao, hay là nghỉ bữa nay thôi? Nghỉ Tết hả? Ừ. Rồi đây đến Tết làm cái công việc gì? Rồi Tết cũng chưa có biết có công việc gì làm. Vậy hả? Ừ. Đó là vòng vòng đó, có ai mướn gì thì mình làm nấy thôi. Hôm trước mình nói là mình làm được nhiêu? 250 ngàn. 250 hả? Ừ. Rồi làm ngày nào là anh, rồi ở trong nhà là sống với ai? Sống với mẹ đó. Còn ai nữa không? Còn ông... Cha Dượng thôi. Dạ. Là ba người. Ba người. Ừ. Thì xây sở đủ không? Xây sở thì cũng không đủ gì hơn. Cũng ngày nào cũng ăn hết ngày nấy. 220 ngàn. Còn bà có bệnh hoạn gì không? Bà cũng bệnh ghề ghề này, già cái mùa này bà cũng ghề ghề. Dạ. Yeah. À. Bà năm nay nhiêu rồi? 64 rồi. 64 rồi hả? À. Ừ.
phẩm thuốc men này kia rồi trang trải. Cha Dưỡng có làm gì phụ không? Cha Dưỡng thì ổng đi làm bảo vệ công ty gì mà cầm áo quên tiêu. Cha Dưỡng thì cũng đủ sống thôi đúng không? Dạ cũng đủ sống. Rồi sáng nay là chị Cẩm Hường là nói là ra đây thì mua hết 200 mấy chục ngàn tiền cua rồi. Rồi bây giờ là tiền đâu đắp vô cho ngày hôm nay? Thì cũng ấy kiếm lại chứ. Về cũng lặn lội rồi với xong rồi đặt lú rồi. Nhà là dự cua luôn. Con nuôi được mấy ô mấy vuông mấy công vuông? Có của cậu hai để lại có 2 công rồi. 2 công vuông. Cua là mình thả cua giống. Thôi cua thả cua giống. Bao lâu mình mới xả vuông một lần? Tới bắt nó thì khoảng cua này khoảng 4-5 tháng. 4-5 tháng. Nhị lời nhiều không anh? Em nghe nói dân Cà Mau là đại gia cua luôn không á, mà sao anh gầy vậy? Anh nhiêu ký? 43-44 ký. Cái vậy? 33 tuổi đúng không? Dạ. Ngày ông Tư đi là anh 2 tuổi. Năm nay 31 năm là 33 tuổi. Còn có 42 ký à? Dạ. Lúc đó ông Tư đi anh nhiêu ký anh nhớ không? Oh, yeah. Hôm nay có xem được cái đoạn clip của mình không? Cũng có đi qua bên mấy cậu rồi cũng có coi. Rồi thấy sao? Cha thì ổng cực khổ rồi. Tính trước ổng về mà giờ mới lên sao mà thuyết phục cho ổng về đây con cái trả hiếu lại. Bây giờ vẫn thấy coi lại những cái đoạn clip mà tụi em quay lên thì vẫn thấy thương ông đúng không? Yeah. Ủa sao muốn khóc rồi? Cái cảm giác hôm đó về thấy sao anh Hân? Buồn, cũng hơi buồn cha, tại vì cha cũng đi với mình còn nhỏ quá. Ngày xưa lúc mình lớn thì mẹ mình có thường nhắc về cha mình không? Cũng có nhắc nhưng mà mình cũng không biết mặt, cha ai ra làm sao. Mẹ thường nói gì về cha anh Hân? Thì nhắc như là mặt mày mà giống cha mày á, tướng đá rồi. Vậy hả? Tánh tình này giống cha. Cương trực đúng không? Dạ. Tánh tình giống cha. Rồi cha có nói thường, bà thường có nói là ngày xưa là ẩm anh đưa anh ngủ luôn không? Cũng có, lâu mẹ có nhắc. Nhắc lại thì lúc đó mình nghĩ rằng là cái câu chuyện đó là nó không biết bao giờ là nó có thể gặp được đúng không? Dạ. Về cái cảm giác ngày hôm đó thì tối có ngủ được không? Cũng ngủ đâu, coi cái clip đó, về rồi ra mấy cậu rồi ngồi coi cái clip đó. Ngồi nói chuyện rồi với mấy cậu rồi. Bữa đó cũng đâu tới 1-2 giờ. Cái ngày trước đi thăm là có ngủ được không? Ngày trước đi thì bữa đó là đi mới nghe chế điện qua là kêu là mời đi lên trên cha là sáng, tại vì đi lấy tiền lãnh tiền của thợ hộ á. Được nhiêu? Bữa đó cũng được có 1 triệu mấy. Là cuối tuần đúng không? Gọi nhà đó, tại vì mình ứng trước á, mình gặp tiền rồi mình lấy trước á, còn cũng được có 1 triệu mấy hả? Có nghĩa là trước đó mình đã ứng trước để mình xây sở cuộc sống rồi. Cuộc sống nhà. À. Đi đổ xăng, đổ cộ, xe cộ rồi đó. Thì xây sở cuộc sống trước. Rồi bây giờ là còn 1 triệu mấy. Em nghe chị Hường nói rằng á, Sầm Hưng em của chị á, là để nó gác hết cái công việc làm hồ, để nó sắp xếp công việc xong mới lên thăm cha được. Thì ngày hôm nay á, ở clip trước thì mọi người cô bác của anh chị hiểu rằng á, là nghĩ rằng anh Sầm Hưng không có hiếu. Tại sao biết cha mình mà không lên thăm? Thật ra hôm nay đến đây mới hiểu nè chị Cẩm Hương. Hiểu rằng là cái cuộc sống của anh muốn lên thăm mà không có tiền đi thăm đúng không? Dạ, đúng rồi. Đúng không? Dạ. Tại vì mằng thì ngày nào cũng về xây sở nhà ăn uống cho mẹ rồi, thuốc men rồi cho mẹ rồi nữa. Mẹ cũng bệnh ghề ghề hoài. Mỗi một chuyến đi kỳ rồi là anh tốn bao nhiêu tiền? Rồi cũng 8-900. 8-900? Dạ. Là hết luôn rồi? Dạ. Vậy là hết luôn? Vậy là hết.
không còn nữa. Rồi 8-900 rồi, hôm nay là mua cua 200 mấy chục ngàn nữa rồi. Hết luôn rồi. Dạ, cái này thì của cậu chưa trả tiền. Chưa tới. Rồi em muốn biết là thời gian tới là mình là thanh niên rồi, rồi mình chuẩn bị gì cho Tết chưa? Cũng chưa có chuẩn bị ở nhà giờ. Có mua đồ gì cho Tết chưa? Chưa. Chưa luôn. Chưa. Dạ, thì cũng qua đoạn clip này cô bác quý anh chị thông cảm ha. Thật ra thì mình ở ngoài, mình nhìn ở ngoài mình không bao giờ mình biết hết cái nội tình ở bên trong. Chẳng hạn như là anh Sầm Hưng nè, cô bác quý anh chị nói là tại sao anh Hưng không lên mà chỉ có mình chị Hương. Chị Hương muốn lên là cũng phải hỏi vay tiền. Anh Hưng muốn lên là cũng phải đợi làm hết cái công việc của người ta nguyên một tuần người ta mới trả mình. Thì mình mới có tiền đúng không? Mỗi ngày 250 là được 1.500.000 đi. Hơn 1.500.000 rồi ứng hết mấy trăm ngàn để cho ba mẹ rồi mình xài ăn uống hả? À, rồi bây giờ còn có lãnh được 1.000.000 qua này em quên à? 250 thì 72 là 200 là 72.400.000 50 5 nhân 7 là 35 đang 1.500.000 50 thì không ngày còn được nhiêu cho em mượn với hả? À, còn được nhiêu không? Còn có 200-300. Có. Thậm chí là cái điện thoại đâu cho em mượn cái điện thoại vậy? Ồ, điện thoại này là điện thoại dữ luôn á. Này coi YouTube được luôn á. Coi được không? Coi được không anh? Không. Không được, này coi được mà. Anh mở rồi. Coi được á. Đâu có coi được đâu. Này cái này bao nhiêu năm rồi? Này cũng 3-4 năm. Vậy hả? Gọi vậy rồi sao mà muốn cô gái rồi sao nhắn tin Zalo được? Vậy mới chưa có vợ đó. Vậy mới chưa có vợ nè. Bây giờ người ta tặng cái điện thoại là năm sau có vợ được không? Cũng chưa biết. Vậy hả? Là bây giờ là phụ nữ bây giờ là phải điện thoại bự bự kìa. Rồi điện thoại bự nè. Rồi thậm chí là cái có Zalo, có Facebook rồi là mới lên mạng rồi mới cô gái rồi chứ anh bây giờ là vậy là hết cua rồi. Giờ chỉ là muốn đi làm kiếm tiền lo cho cuộc sống. Bây giờ anh vô vuông là có mấy con cua với mấy con cá không chứ đâu có mấy người con gái đâu. Dạ đúng rồi. Chị Hân, hôm nào mà chị đi đám cưới á, chị anh Sầm Hưng đi theo để cho ảnh có quen bạn gái chứ, để cho có người phụ nuôi bà và Tư chứ. Nói chung là chị cũng kiếm em dâu dữ lắm đó. Nhưng mà chắc tại chị khó tánh hay sao á. Nhưng mà hồi đó giờ có mối duyên nào chưa? Chưa. Chưa luôn. Chưa yêu luôn chưa hả? Chưa yêu lần nào luôn. Ôi trời, trai tân. Trai tân luôn. Chưa yêu luôn. Chưa. Thiệt không? Mẹ chị thì dễ lắm. Không làm dâu không có gì khó, mẹ rất là dễ. Chỉ có cái là thanh niên mà tôi thấy đó, không có tiền thì không mua gái được lắm. Có thầm thương trộm nhớ ai chưa? Chưa luôn hả? Sao chưa được? Em lớn hơn anh 4 năm tuổi. Tại vì đó ngày xưa nhỏ xíu là xong lớp 12 là em đã thầm thương trộm nhớ nhiều người lắm. Bây giờ là học giáo là em đã có ghệ rồi đó. Đâu có đâu. Nó chơi á. Sao ơi, tại mình thấy mình khó khăn quá mình không dám thương hay là như thế nào anh Hân? Tại mình như gia đình hồi đó còn nghèo khổ không có thương hay về làm khổ người ta nữa. Nhà mình là ngôi nhà gì ta? Nhà cũng hồi đó chồng là tình nghĩa nó cũng cho nhà tường gì nè. Nhà nước cho. Cũng nghèo luôn. Nhà đại đồng cướp. Ôi khổ như vậy trời. Cậu hai ổng chết. Hồi đó cậu hai ổng ở đây nuôi ổng đó. Rồi cho ổng cái nhà đó. Mới nuôi cậu hai nó. Người ta nói là người Cà Mau là đại gia xứ biển. Là thủ phủ của vùng đất của cái món đặc sản đó là cua Cà Mau. Mà người nào bán cua 1kg 400-500 ngàn mà sao mình không làm nghề bán cua mà mình lại đi làm hồ. Tại vì đó ít học chữ nghĩa tính toán dở. Dạ nên không có đi buôn bán được ha. Nên bây giờ chọn cái công việc làm hồ ngày nào được ăn ngày đó. Ông Tư ông hát hay lắm, anh hát được không? Không. Dạ. Ông Tư ngày xưa là ổng nhờ tiếng hát, ổng biết bao nhiêu người thầm thương trộm nhớ ông Tư luôn á. Ông Tư có nói với em vậy đó. Hôm sáng nay là chạy mấy chục km lên đây. Hả? Sáng chạy khoảng 20. 20 km lên đây, mấy giờ lên rồi? Sáng
6 giờ mấy đi rồi. Mấy giờ đặt cua người ta? Thì nhà vua mà sáng người ta thức sớm lắm. Ta đi đổ lú rồi không gặp rồi sớm lắm. Rồi sáng qua là mình lấy cua rồi. Tại mình có... Mua thiếu nhiêu rồi nói em biết. Thiếu hết nhiêu rồi? Mấy ký? Có 1 ký nè. 1 ký nhiêu ta? Em thấy 4 con mà 1 ký vậy? 4 con 1 ký. Cua này nó còn hơi nhỏ, tại sáng không đặt cua vô hơi nhỏ. À. Bốn con nó 1 ký tại không có chỗ dây á, em mua thường. Em ăn là em mắc nợ đó. Cái dây của nó rất là to. Em bữa nay em xuống đây mà em ăn cua là mắc nợ đó. Dạ, có nợ nào gì đâu. Nè. Em đừng có nghĩ vậy. Chị mới mắc nợ hai em đó, nếu hai em không có quay cái hai anh không quay đó cũng đâu có nhìn cha được đó. Ừ, chị mới mắc nợ á. Coi như hôm nay là chị trả nợ đi. Hai chị em thật ra rất là hiền luôn á, anh Sầm Hưng á. Thì cái ngày hôm mà gặp ông Tư á, để tóc dài dài, vừa hồi cũng sợ sợ, không biết anh này anh có dữ không? Ảnh nó đi mần á đó. Đi mần rồi về tới nhà sáng thì 5 giờ chạy đi rồi. Xa thì sáng mình tranh thủ đi sớm vậy đó. Chiều cũng 5 giờ chạy về tới nhà tới hù rồi. Không có thời gian hết tóc. Anh nói rằng là cái cảm xúc của anh á là ngày hôm đó gặp buồn ngồi muốn cha về ở với mình. Thì anh có cái dự tính gì mà khi mà cha mình về ở với mình chưa? Thì cũng cha về ở đây á thì cũng chạy ra chạy vô, như là có đi mằng ở ngoài này á thì chạy ra đây ở với chế với cha. Từng lễ thì về chổng một lần. Hoặc là ở chổng kiếm cá này kia rồi đó, đem ra cho cha. Em thấy cái cuộc sống vậy là ok luôn á, có nghĩa là về đây cho ông Tư ở đây. Rồi sau đó là sẽ anh thường xuyên đi làm ra đây thăm ông Tư. Có cần gặp cha mình không? Mình lấy điện thoại điện Zalo cho cha đi. Sao cười? Hả? Không có điện thoại. Thật ra em không phải muốn muốn chọc anh đâu, nhưng mà thật ra thấy anh buồn ngồi á, nhắc lại muốn khóc giống như ông Tư á, mà từ ngày gặp ông Tư rồi em không muốn ai khóc nữa, giống như chị Hường á, vui ghê, vui vẻ ghê á, không khóc nữa. Thì cũng muốn vui lắm nhưng mà nhắc tới cha nhìn thấy không ấy thì khóc đi, khóc cho hết đi. Sao cha sao? Hôm nào giờ mình cũng không biết cha, mà thấy cha sống cảnh khổ quá. Con cái ở đây thì ăn uống cũng thoải mái đầy đủ, biết mẹ lo cho mẹ không à. Rồi có bao giờ anh nằm đêm, anh từ ngày hôm đó về anh nằm đêm anh suy nghĩ rằng á, cha của mình lên ở sông nước kia ngủ không có mùng mền, rồi mũi chích, rồi mũi đốt, rồi thậm chí là sợ tuổi già rồi trúng gió mái rồi mất không hay không? Thì cũng có suy nghĩ nhưng mà mình cũng chưa có biết tin tức anh ở đâu nữa. Nhưng mà cái về hôm đó gặp ngày hôm đó về kìa. Ngày hôm đó về thì cũng suy nghĩ rồi tính lên rước cha sớm về đây lo cho ổng ăn uống rồi. Ổng ngày về đây là ngủ không được luôn đúng không? Ừ. Mà cũng 11 12 giờ không ngủ. Anh em thấy anh nước mắt anh muốn tuôn rơi, anh khóc gì, anh khóc khóc gì điều gì? Tuổi cũng khóc cũng vui, như Tết cha chị về đây sum họp gia đình cũng mừng lắm. Có khi nào anh muốn nghĩ rằng là anh lên trên đó anh ở với cha mình trên đó nếu như cha mình không chịu về không? Có thì cũng chưa suy nghĩ tới được, tại vì nếu mà đi theo cha bỏ mẹ thì cũng không được, tại mẹ chăm lo từ nhỏ lớn. Cũng muốn lắm đúng không? Cũng muốn. Bây giờ giữa hai đàn không biết làm sao anh Hưng? Cũng không biết làm sao. Muốn giúp cha thì mình lại không có kinh tế đúng không? Không có tiền bạc nhiều để giúp cha đúng không? Thì có muốn cha đưa qua cho mẹ.
qua cái này muốn nhắn gượng nhủ gì với cha mình không? Thì nhắn với cha, ừ, cha tranh thủ về với con, cho con lo cho cha. Em sẽ gọi cho anh gặp cha mình ha.